Angela Baby gây tranh cãi vì đưa ra quan điểm tình yêu và nguyên tắc nuôi con trong khi hôn nhân đổ vỡ. Vốn từng có một đám cưới thế kỷ, một cuộc hôn nhân ngọt ngào được triệu người ngưỡng mộ. Thế nhưng giờ đây, sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh, có vẻ như mọi quan điểm của cô về tình yêu đều bị cho là thiếu tư cách. Gần đây, nữ diễn viên tham gia một show truyền hình tạp kỹ về tình yêu. Cô chia sẻ quan điểm về cách chung sống với bạn trai nhưng vướng phải sự phản ứng của khán giả. Một số ý kiến cho rằng, một người thất bại trong hôn nhân như Angela Baby khó có thể đưa ra lời khuyên cho người khác. Những vấn đề mà người con trai gặp bên ngoài, bạn khó có thể giúp đỡ giải quyết. Vì vậy, nếu bạn thấy hôm đó tâm trạng của người yêu không vui, thì hãy cứ để bạn trai nghỉ ngơi. Bạn có thể làm món ngon hoặc uống với họ một chút. Hãy cùng nhau trò chuyện, chơi trò chơi để giải tỏa cảm xúc. Khi anh ấy muốn tâm sự, tự nhiên sẽ nói với bạn về vấn đề của anh ấy, nữ diễn viên nói. Sau khi ly hôn, Angela Baby miệt mài tập trung phát triển sự nghiệp. Cô thỉnh thoảng bị bắt gặp đưa con trai đi chơi. Dù lịch trình làm việc dày đặc, nữ diễn viên thừa nhận vẫn cảm thấy cô đơn và thiếu sự kết nối thật sự với những người bạn của mình. Tôi có thể có nhiều bạn, nhưng đôi khi tôi không thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ của mình với họ. Đối với tôi, điều này thực sự định nghĩa sự cô đơn. Có một thời gian, bạn bè của tôi rất hào hứng đến thăm tôi tại nơi làm việc. Họ mang đến rất nhiều đồ ăn ngon và tôi chỉ quan sát họ trong giây lát. Tôi đi vào phòng vệ sinh để lấy lại bình tĩnh. Tôi thực sự cảm thấy cô đơn khi đó, cô kể. Ngoài việc thừa nhận cô đơn, Angela Baby còn được phát hiện vẫn quan tâm đến chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh và theo dõi các chủ đề liên quan đến anh trên mạng xã hội Weibo. Khi hành động của cô bị phanh phui, nữ diễn viên ngay lập tức xóa dấu vết. Theo Sohu, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cư xử lịch sự, tôn trọng đối phương sau khi ly hôn. Họ tránh đề cập chuyện đời tư liên quan đến nhau trên truyền thông. Tuy nhiên, trong đời thường, Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cho thấy mối quan hệ không thân thiện. Họ cắt đứt mối quan hệ trong công việc cũng như trên mạng xã hội ngay sau khi tin ly hôn được đăng tải. Theo iFan, mỗi lần Angela Baby muốn gặp con đều do mẹ tài tử Thần Điêu Đại Hiệp đưa đến. Trước đó, khi vừa chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn, cặp nghệ sĩ đã hủy theo dõi lẫn nhau trên mạng xã hội. Họ gỡ bỏ toàn bộ bài viết, hình ảnh liên quan đến đối phương. Động thái này cho thấy Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh đều dứt khoát cắt đứt quan hệ tình cảm, thậm chí không muốn dây dưa làm bạn với đối phương sau khi chia tay. Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh cũng thống nhất nguyên tắc không tranh chấp tài sản, không tranh cãi nuôi con và không bôi nhọ đối phương trên truyền thông sau khi đường ai nấy đi, để đảm bảo sự phát triển bình thường cho con trai Tiểu Hải Miên. Trong khi nhiều người mang quan điểm rằng một đứa trẻ chỉ có thể được hạnh phúc trọn vẹn khi có một gia đình đầy đủ cả bố và mẹ, thế nhưng đối với Angela Baby, khi đã là một người mẹ, nữ diễn viên luôn ưu tiên cho việc bảo vệ cuộc sống cá nhân, đặc biệt là đối với con trai mình. Cô là một người mẹ hết lòng vì con, cô không ngại đưa con đến khu vui chơi để con hòa nhập với môi trường xung quanh. Không ít lần công chúng bắt gặp cô đưa bọn biển nhỏ vào chơi, thậm chí là đến hồ bơi công cộng để con được vui vẻ nhất. Không chỉ vậy, khi nữ diễn viên bị thương ở tay, cô vẫn cố gắng cùng con trai đi chơi. Không ít người cố gắng chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc của hai mẹ con nữ diễn viên, nhưng Angela Baby luôn bảo vệ con trai mình những lần soi mói. Cô từng nhiều lần tỏ ra khó chịu trước giới truyền thông khi phát hiện họ đang cố chụp ảnh con trai cô. Chính bởi những nỗ lực bảo vệ hình ảnh của con mà sau nhiều năm chưa có hình ảnh nào của bé bầu biển nhỏ bị lộ ra ngoài. Bên cạnh đó, Angela Baby còn là một người mẹ yêu thương và luôn đồng hành cùng con. Khi được hỏi điều gì của con làm cô cảm động nhất, nữ minh tinh xinh đẹp liền trả lời, tất cả những thứ thuộc về con từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhất đều khiến tôi cảm động. Angela Baby cho rằng các bậc cha mẹ nên giao tiếp với con cái nhiều hơn, biết những thứ con thật sự thích thay vì áp đặt tư tưởng của mình lên con cái. Đặc biệt, cha mẹ nên tôn trọng sự lựa chọn của các con. Angela Baby tiết lộ, cô luôn đồng hành để nhìn thấy sự trưởng thành của con mỗi ngày. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ minh tinh chia sẻ, khi tôi ở Thượng Hải, tôi đưa con trai đến trường vào mỗi buổi sáng và nói với con rằng, con phải vui lên, hãy thể hiện tấm lòng của con với các bạn. Quan trọng là phải có một ngày thật vui vẻ, mẹ phải đi làm. Trước tình huống con trai bám chặt mẹ trước khi đến trường, Angela Baby cho biết, cô sẽ nói với con rằng, điều con cần làm hôm nay là tập đếm, sau khi đã hoàn thành, con có thể gặp mẹ vào cuối ngày. Cô cho rằng trẻ nhỏ sẽ dễ dàng thích nghi hơn khi chúng ta chia sẻ, trò chuyện với chúng bằng giọng điệu vui vẻ và hứng khởi. Có thể thấy, cô rất trân trọng những giây phút được bên con, ngắm con khôn lớn mỗi ngày. Dù phải một mình nuôi con và luôn bận rộn với lịch đóng phim, đóng quảng cáo dày đặc, nhưng Angela Baby vẫn cố gắng thu xếp thời gian để đồng hành cùng bọt biển nhỏ.